Đầu tiên để chúng ta bật đèn xi nhan thì chúng ta sẽ sử dụng giùm em các thao tác như sau. Thao tác đầu tiên đó là từ vị trí này chúng ta để xuống là chúng ta sẽ xi nhan trái. Quý anh chị dùng thao tác giùm em à, khi mà chúng ta ở đây nó sẽ có đèn nhấp nháy bên phía màu xanh bên trái đây, mũi tên bên trái đây là chúng ta đang xi nhan bên trái. Rồi khi mà chúng ta xi nhan xong thì chúng ta sẽ đẩy lên. Quý anh chị thấy ngón tay của em đây không? Chúng ta sẽ đẩy lên. Đó, nó tới cái ngức đó thì nó tự động là nó sẽ tắt. Rồi chúng ta một xi nhan phải thì chúng ta từ vị trí ở dưới này chúng ta đẩy lên. Thì đây nó sẽ có vô lăng ở bên tay phải này là chúng ta sẽ có đó là để mà chúng ta là bật xi nhan trái và xi nhan phải ha. Rồi cái nút mà để chúng ta bật đèn cảnh báo là chúng ta sẽ nhìn ở giữa cái chỗ máy lạnh ở đây là chúng ta sẽ nút này giùm em. Ở đây thì trên cái màn hình vô Tablo nó sẽ có hiển thị là xi nhan trái và xi nhan phải. Thì đây sẽ quay cho chúng ta coi. Đó, khi mà xi nhan thì chúng ta sẽ có xi nhan trên gương này và cái đèn ở đây nó sẽ nhấp nháy nha quý anh chị. Đây là khi mà chúng ta xi nhan trái thì là nó sẽ nhấp nháy như này và trên gương ở vào phía sau. Đó, bên phải thì là chúng ta sẽ cũng như vậy. Còn đèn cảnh báo là khi mà chúng ta bật lên, khi mà chúng ta đổ xe này hoặc khi nào chúng ta lùi thì chúng ta có thể là bật đèn như này, gọi là đèn cảnh báo để cho người ở phía sau người ta sẽ biết được. Rồi tiếp theo là anh sẽ chỉ chúng ta cách bật đèn gốc lái ha. Cái đèn gốc lái nó sẽ tự động là nó sẽ sáng như của anh chị mà chúng ta sẽ không cần sử dụng thao tác nào ha. Rồi bằng cách chúng ta sử dụng đèn pha và đèn cốt. Ví dụ như trong thao tác này sẽ sử dụng đèn pha ha, đèn cốt nha. Quý anh chị từ cái nút này chúng ta sẽ kéo lên vị trí trên cùng là chúng ta sẽ bật đèn cốt thủ công và chúng ta sẽ xoay vô lăng ở bên trái thì cái đèn gốc lái nó sẽ tự động bật nha quý anh chị. Khi mà chúng ta xi nhan qua bên trái, quý anh chị thấy cái đèn gốc lái này tự động nó sẽ bật này và đèn cốt của chúng ta cũng đang mở. Còn khi mà chúng ta em sẽ xoay thẳng cái vô lăng lại. Đèn gốc lái nó tự động nó sẽ tắt rồi nha quý anh chị. Nó tự động nó tắt rồi. Nó rất là hay. Rất là hay nha quý anh chị. Rồi. Em sẽ hướng dẫn chúng ta về cách đặt bật đèn pha cốt nha quý anh chị. Đầu tiên về đèn cốt. Đèn cốt thì chúng ta sẽ có là hai cách bật nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ở nước auto. Cái nước auto này khi mà chúng ta bật đèn nước auto thì đặt buổi sáng tự động nó sẽ tắt và buổi tối tự động nó sẽ sáng cho chúng ta, hoặc là khi chúng ta đi qua hầm thì nó sẽ dựa vào nó để đâu để nó biết được đó là vào buổi sáng hay buổi tối, thì nó sẽ dựa vào cái cảm biến ánh sáng ở đây. Một số quý anh chị chúng ta sử dụng cái màn thảm tốc lô á, nó sẽ che cái này đây, nó sẽ che cái cảm biến này thì nó sẽ quý anh chị sẽ thấy là cái đèn nó luôn luôn nó bật. Nhiều khách hàng hỏi em là thôi nói tại sao mà anh bật cái chế độ auto mà ban ngày nó vẫn sáng. Em chỉ cần hỏi một cái thôi, đó là anh chỉ có để thảm tốc lô ở trên trên cái thảm tốc lô không thì nó sẽ che mất cái cảm biến ánh sáng đi. Thì sau đó thì cái tính năng cảm biến cái đèn pha đèn cái tính năng auto này trên đường nó sẽ sáng cho chúng ta luôn. Rồi bằng cách bật thủ công thì chúng ta chỉ cần là xoay trên cùng này thôi. Quý anh chị thấy ha, ở đây thì chúng ta sẽ có ký hiệu đèn cốt là được. Khi mày bật ra quý anh chị thấy ha. Ở đây đó, chúng ta sẽ thấy cái đèn cốt nó sáng vậy ha. Rồi từ vị trí đèn cốt mà chúng ta muốn bật đèn pha thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Từ vị trí đèn cốt này chúng ta bật đèn pha thì chúng ta sẽ đẩy xuống này. Quý anh chị đẩy xuống nha. Thao tác chúng ta sẽ đẩy về hướng này. Đó, nó sẽ hiển thị cái đèn ký hiệu đèn màu xanh nước biển ở đây, thì là chúng ta bật đèn pha rồi. Nó chỉ nha quý chị. Rồi, cái đèn LED ban ngày thì chúng ta chỉ cần hạ phanh tay xuống là tự động nó sẽ sáng cho chúng ta luôn. Rồi, cái nước này để chúng ta làm gì? Là để chúng ta bật cái đèn sương mù nhé. Vâng, thao tác thì chúng ta sẽ cần đẩy lên nhẹ thôi. Đẩy lên nhẹ thôi. Đẩy nhẹ lên thôi. Đẩy lại nhẹ lên, khi nào nó hiển thị cái ký hiệu ở ngoài cùng ở trên cao này quý anh chị, nó sẽ có hình tròn và có xoay xoay xoáy là chúng ta sẽ bật đèn gầm để bật đèn sương mù nha quý anh chị. Đó, em ra. Đây. Nó sẽ bật cái đèn ở phía dưới này nha quý anh chị. Nó giúp cho chúng ta đi vào trời sương mù hoặc là trời mưa to thì nó giúp chúng ta là quan sát ánh sáng tốt hơn. Đó, đó là về cách bật đèn. Còn đèn LED ban ngày, cái dải đèn này khi mà chúng ta hạ phanh tay xuống thì tự động nó sẽ là sáng luôn nha quý anh chị. Nó sẽ luôn luôn sáng khi mà chúng ta hạ phanh tay xuống nha. Đó là đèn LED ban ngày.